nay chị Uyên Hương sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thủ tục giấy tờ cần thiết để các bạn phải đăng ký trường đại học của Mỹ. Mặc dù là để đăng ký vào trường hay là viện đại học công lập hay là tư thục của Mỹ thì các bạn đều phải đòi hỏi rất là nhiều giấy tờ liên quan và các thủ tục cần thiết. Việc này đòi hỏi du học sinh là phải mất khá nhiều thời gian và công sức để mà chuẩn bị và thực hiện. Tuy nhiên là sự thành công cho những cái bước chuẩn bị này thì chỉ quyết định là phút cuối mà thôi. Xin đi ra du học Mỹ thì chuẩn bị tốt cho một số loại giấy tờ cần thiết này. Thì tên Đại Dương thì sẽ giới thiệu cho các bạn dưới đây. Với cái những cái thông tin dưới này thì sẽ giúp các bạn nâng cao cơ hội thành công khi mà phỏng vấn xin đi ra du học Mỹ hơn. Đó là đơn xin học, là một bộ hồ sơ bạn sẽ thực hiện để thực hiện việc bạn muốn nhập học vào trường. Mẫu hồ sơ do trường tự biên soạn được đăng tải trên trang web các trường. Các bạn có thể tải về và điền và trước khi gửi về cho trường. Thứ hai đó là học bạ phổ thông. Cái học bạ này thì thể hiện thành tích và năng lực học tập của bạn. Học bạ bao gồm như là bản điểm các môn học phổ thông và nhận xét của giáo viên từng bộ môn. Thì bộ hồ sơ này các bạn phải điền sang tiếng Anh nữa. Điểm các kỳ thi chuẩn hóa tùy theo yêu cầu tuyển sinh của tùy từng trường mà học sinh dự thi và cung cấp cho các trường văn bản hay là bản điểm liên quan thể hiện khả năng học của học sinh sinh viên bao gồm điểm thi là TOEFL, IELTS hoặc là đối với sinh viên quốc tế thì bạn có phải có điểm là SAT hoặc là ACT. Về bài luận essay thì là đây là một bài luận ngắn khoảng 250 từ thôi do học sinh tự trình bày để cho các bài luận tự chọn hoặc là đề tài bắt buộc mà mỗi trường đại học đưa ra. Có những cái trường thì chỉ yêu cầu học sinh viết một bài luận duy nhất và có những trường thì đòi hỏi 4 đến 5 bài luận. Do đó thì bạn cần phải tìm hiểu rõ những cái yêu cầu của trường đó và phải chuẩn bị thật là kỹ càng trước khi gửi hồ sơ. Hãy đầu tư viết một bài luận thật là ấn tượng, tập trung và thật là chân thật nhất. Và các bạn bên cạnh đó thì các bạn cũng phải kê khai tài chính nữa. Điều này không chỉ có giá trị đối với lãnh sự phỏng vấn cấp visa gồm Mỹ cho bạn mà còn giúp hội đồng tuyển sinh đánh giá được cái khả năng tài chính của mình và của gia đình. Năng lực tài chính của chính gia đình bạn chứ không phải là của người tiếp nhận hay là người thân của bạn tại Mỹ quyết định. Đồng thời thì bạn phải gửi kèm theo một cái đơn xin trợ cấp tài chính và bản lương của phụ huynh có xác nhận của đơn vị công tác. Về lệ phí nộp đơn thì mức phí này thì tùy thuộc vào cái quy định của tùy từng trường nữa đó thôi. Xin cảm ơn chị.